Mít biểu cảm mới mang tên Chipu, được ăn đồ ngon là auto có bim. Cùng Lâm Na đã thuộc luôn bài một con vịt ăn ý với Chipu đến lạ. Sau bao nhiêu ngày fan Trung mong ngóng kể từ khi có những hình ảnh hậu trường Chipu tham gia ghi hình cho show ẩm thực mới, thì khi chương trình phát sóng, Chipu lập tức trở thành thánh meme mới, Mít biểu cảm. Được tham gia với toàn những gương mặt quen thuộc từ show Tỷ Tỷ Đạp Gió nên Chipu rất tự nhiên. Vừa gặp Ella là cả hai đã ôm nhau thắm thiết. You're the first one. Yes. Đến lúc gặp Amber thì muốn đánh rơi luôn hình tượng. Swim. Oh. It's like. Ngô Thiến ban đầu xuất hiện trong trang phục phục vụ để xem các bạn thi cũ còn nhận ra mình không. Nhưng xui cái là nguyên một cái bàn ăn với gần 20 món được bê ra rồi, nhưng mọi người chỉ chú ý đến chuyện ăn uống mà có thèm để ý đến Ngô Thiến đâu. Đến khi cô nàng lên tiếng thì Chipu thấy có gì đó lấn cấn, lấy khẩu trang ra thì hét một cái đến ở Việt Nam còn nghe. Trong nguyên tập phát sóng, Chipu vẫn tiếp tục mang văn hóa Việt Nam phổ biến cho mọi người cùng biết. Đặc biệt là bài hát Một Con Vịt, cùng Lâm Na đã thuộc bài này từ trong show Đạp Gió nên khi vừa nhắc đến món ăn có vịt lập tức hai chị nhảy chung một tầng số mà hát hò quên mất là cô hướng dẫn không biết bài này. Chipu còn mang thêm cả những vật có chứa hoa văn, văn hóa đặc biệt của Việt Nam như gốm Bát Tràng đến chương trình khiến cô nàng ghi thêm được rất nhiều điểm trong mắt fan hâm mộ. So that's yours? Yeah. This is Vietnamese traditional. Oh, really? Pattern. And it's from Bát Tràng. It's a famous place all the way. Nhưng xui một cái là má mì Ella đã làm gãy mất một đôi đũa của Chipu. Trong lúc chương trình diễn ra, Chipu cũng luôn là người pha trò làm không khí rất náo nhiệt, còn thêm tài phụ họa của Amber thì cứ phải gọi là đặc sắc thôi. Đương nhiên có cặp đôi Amber, Chipu thì không thể thiếu những chiếc thuyền ra khơi. Từ khi chương trình mới tung poster thôi thì từ khóa về cặp đôi này đã nhiều lần lên hot search. Đến khi trailer của chương trình được phát thì 90% bình luận bên dưới cũng thuộc về họ. Cũng phải công nhận ra nhà xoài rất cưng Chipu khi vừa xong show trước đã cho xuất hiện luôn ở những show tiếp theo, khiến độ nhận diện của Chipu tại Trung tăng mạnh. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện tại chương trình nào, thời lượng của Chipu cũng rất nhiều, còn được ghi lại toàn những khoảnh khắc 10 điểm không có nhưng của Chipu. Hẳn là sắp tới Chipu sẽ tỏa sáng hơn nữa. Bạn cảm thấy như thế nào? Cùng chia sẻ với Gian nhé!